cảm động. Các anh lính cứu hỏa quên mình cứu các bé lợn. Chủ nhà cảm ơn bằng xúc xích làm từ lợn đã được cứu. Tôi không biết nói gì hơn bằng một câu, hảo chủ nhà. Nếu để bình chọn ra pha chữa cháy củ chuối nhất lịch sử nhân loại, thì phải kể đến quả này ở Vương quốc Anh. Đội trưởng đội cứu hỏa Pusey cho biết đó là ký ức anh chết cũng không quên. Lúc đó là vào một ngày thu tháng 8, chúng tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người nông dân báo rằng trang trại của ông ta bị cháy. Lửa đã bén vào 60 tấn cỏ khô và cháy ngùn ngụt không thể kiểm soát. Khi đến nơi cảnh tượng thật tàn khốc, khắp nơi là tiếng kêu cứu SS của những nạn nhân tội nghiệp và nếu không nhanh chân thì tất cả sẽ thành lợn nướng. Không quên tôn chỉ cứu lợn như cứu hỏa, các anh lính dũng cảm đã xông vào biển lửa và giải cứu thành công 18 chú lợn con và 2 chị lợn nái. Hành động của các anh đã được người dân trên toàn nước Anh khen ngợi, rất nhiều mỹ từ đã được đưa ra nào là anh hùng của loài lợn, hiệp sĩ lợn các kiểu. Nhưng có một điều rất khó hiểu ở đây là sau vài tiếng dập thành công đám cháy, các anh đang ngồi nghỉ ngơi thì chủ nhà liền đưa ra một đĩa xúc xích, mời các anh ăn cho lại sức. Và chủ trang trại không quên giới thiệu đây là quà quê làm từ những con lợn các anh vừa cứu. Nhưng lúc này cảm giác thật là ba chấm, tôi vẫn chưa hiểu lắm suy nghĩ của ông chủ trang trại, đằng nào bọn nó cũng thành như này thì còn kêu cứu làm méo gì nhỉ. Mất cả công người ta liều mạng lao vào cứu chúng nó. Nghĩ mà cay hộ mấy ông luôn.